Tôi là Lena và kênh của tôi là Yukiro. Tôi tạo video về nữ quyền, thơ ca, chính trị và bất kỳ nội dung gì mà tôi thích. Tôi là Suhitaha. Kênh của tôi là Suhitaha. Về cơ bản, tôi cố gắng nêu quan điểm từ góc độ của một người Mỹ bình thường theo đạo Hồi. Và điều đó tạo nên cá tính của tôi như thế nào? Tôi là Niharika NM và tên kênh của tôi cũng là Niharikan. Tôi làm tiểu phẩm hài, hài châm biếm và kịch trào phúng. Những gì tôi quan sát được quanh mình, tôi sẽ biến thành chất hài và phóng đại sự việc, tìm cách mang đến tiếng cười cho mọi người. Công việc của tôi là thế đó. Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô tại Texas. Nhà tôi có 4 người và tôi rất gần gũi với họ. Hồi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9, tôi mới học lớp 4. Tôi lớn lên với suy nghĩ rằng phải giữ bí mật về thân thế của mình. Giờ, tôi có YouTube rồi nên thay vì sống khép kín, tôi sẽ mạnh dạn chào hỏi. Xin chào, tôi là người Hồi giáo. Rất vui được gặp các bạn. Tôi đã bị bắt nạt vì nhiều lý do. Nào là ngoại hình của tôi, cách nói chuyện của tôi, khổ người của tôi, màu da của tôi, tất tần tật mọi thứ. Nên giờ tôi cố gắng nhìn nhận mọi thứ dưới con mắt hài hước. Tôi chỉ muốn truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ vì tôi đã trải qua chuyện đó. Và tôi muốn tạo sự đồng cảm với những người cũng đã trải qua chuyện đó, kiểu như bạn không đơn độc đâu, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. Tôi không thấy nhiều người trong độ tuổi của mình thảo luận về chính trị trên mạng. Chủ đề chính trị thường dành cho cánh nhà báo hoặc một số tầng lớp, độ tuổi nào đó. Tôi rất thích nói về những vấn đề mà tôi lo lắng và quan tâm, theo cách dễ gần hơn và thể hiện một cách trung thực rằng các bạn ơi, mình không hiểu hết vấn đề này đâu, nhưng mình thấy lo lắng. Tôi nhận được rất nhiều thư của những người đến từ thị trấn nhỏ ở Iowa nói rằng tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng khi cố gắng tìm ra bản ngã của mình với danh tính của một người Hồi giáo và xã hội phương Tây mà tôi đang sống. Nhưng việc xem video của bạn đã giúp tôi, kiểu như là người Hồi giáo thật tuyệt, có gì to tát đâu, có đầy người khác giống như tôi. Giờ đây tôi cảm thấy người sáng tạo trên YouTube giống như người nổi tiếng, vì có cảm giác như họ có độ điên giống như người nổi tiếng vậy. Khi bạn có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy đối với giới trẻ, nếu bạn có thể định hình tư duy cho họ thì bạn có thể tạo nên thế giới. Chúng tôi là thế hệ tương lai nên tôi nghĩ chúng tôi có vai trò rất quan trọng. Khi bắt đầu tạo video nói về cơ thể mình, về cảm giác khi là phụ nữ, cảm nghĩ của tôi về nước Anh, nơi tôi từng sống và thực trạng cộng đồng của mình, tôi nhận được rất nhiều nhận xét như tôi đã bắt đầu suy nghĩ khác đi về mọi thứ. Tôi đã trò chuyện nhiều hơn với mọi người quanh mình nhờ video của bạn. Điều đó có thể truyền cảm hứng thay đổi cho những người khác. Theo tôi, điều tuyệt vời về YouTube là bạn có thể trở thành tấm gương. YouTube không giống phương tiện truyền thông truyền thống vì bạn có thể chia sẻ điều mà bạn đã quyết định làm với cuộc đời mình và lý do vì sao. Bạn có thể nói thật với người xem và thể hiện từ góc độ mang tính cá nhân hơn. Với tôi, nội dung này khá quan trọng vì trên phương diện cá nhân là người Hồi giáo, một phần lớn bản ngã của tôi là lên tiếng về những vấn đề đang xảy ra và bênh vực những người yếu thế. Tôi cảm thấy rồi mọi người sẽ hiểu. Bạn phải nói để mọi người thay đổi. Quan điểm của tôi không có gì đặc biệt cả. Tôi nghĩ nhiều người muốn chia sẻ chỉ bởi vì họ. Tôi có quan điểm cực kỳ điên rồ đây. Nhưng thực ra, điều mang tính cách mạng là quan điểm của bạn không chỉ của riêng bạn mà rất nhiều người có chung suy nghĩ với bạn. Thật tốt biết bao khi có người khác lên tiếng giùm bạn. Bạn cần đón nhận thực tế là bạn có nền tảng YouTube, nơi mọi người muốn nghe suy nghĩ của bạn và đó là cơ hội tuyệt vời. Bạn phải tận dụng điều đó, hãy coi đó là sự may mắn. Bạn có trách nhiệm tận dụng cơ hội đó để làm việc có ích cho mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video và hãy nhớ đăng ký kênh Học viện Sáng tạo nhé! Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.